Thì hôm trước chúng ta ghép xong cái layout vào trong cái trang admin rồi. Thì chúng ta sẽ có như sau này: localhost sược K31B1 sược L68 hay nào, sược admin 69, nay là buổi 69 đó. Được chưa? Vào đây. Sau đó là chúng ta có thể là chỉnh sửa tiếp các cái khung trong này, hoặc là làm cái chức năng sign out này, log out ra ngoài ấy. Thì trước hết là tôi sẽ hiển thị dữ liệu trong này nhé. Thì ở đây chúng ta có những cái gì? Thứ nhất là cái tiêu đề của page này, rồi những cái phần level breadcrumb này. Thì chúng ta sẽ tạm thời bỏ cái phần level này đi, bỏ phần level này đi, rồi thì để phần tiêu đề này trở thành một cái biến chẳng hạn như vậy. Thì cho các bạn mở ra đi, xong chưa? Ra đây chưa? Có ai chưa ra đến đây không? Ôi, lùi lùi. Tiếp tục nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ sửa nốt cái phần này, admin này. Thì chúng ta có cái phần level, tìm cái chữ level đây này, cái level này thì chúng ta bỏ all này đi. Cái page header kia chuyển thành cái biến title, đô la title. Cái small option này thì cũng vứt nốt, chỉ có cái title ở đây thôi. Nhìn chưa? Thì chúng ta có thể là PP bên hỏi chấm bằng cái biến title. Không thì chúng ta có thể là PP echo nếu mà không có biến title, iset thì biến title bằng true. Thì nếu trong trường hợp cái biến title này có tồn tại thì echo cái biến title này ra, còn nếu không thì echo cái là dashboard ở trang quản trị. Trong trường hợp người ta không điền cái biến title vào thì tôi thử phát. Ôi giời, lỗi vỗ rồi. Thiếu cái này. Đây. Dashboard. Sao lại là cái chữ dashboard nhỉ? Hả? Ở bên này tôi có cái dashboard đúng không? Ở cái index này tôi có cái dashboard này. Controller admin dashboard controller ở đây. Thì nó sẽ có cái chữ dashboard. Được chưa? Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái phần job page content here. Chúng ta nhìn thấy đây không? Job page content here này. Thì chúng ta tìm cái đoạn này nhé. Job page content here. Thì chúng ta sẽ xóa nó đi. Và chúng ta sẽ sử dụng PP include. Include one cái biến view, cái biến him đã, him cộng với dấu sửa cộng với cái cái him này đã có cái rồi, cộng với biến view. Được chưa? Lỗi mang đây.
Thằng của nào cái ngồi lùi lên. Hiếu nữa. Lên trên đi. Đâu? Đây ạ. Sao nó ngoài nhiều nhỉ? Bố chỉ như này thôi mà. Hai chấm sực sực này là đâu? Chẳng có hình nào hai chấm sực sực. À đúng rồi, cái này chỉ có view thôi. Có view. View app Microsoft dashboard có view này chưa? Không. View rồi mà. Đây nhá. View admin. View admin đâu? Đó. View. View xong đến admin xong đến dashboard. Có hiểu không? Hiểu như nào? Thiếu file gì? File admin nhé. Thư mục admin, file dashboard nằm trong view đã có đầu. Bảo sao nó chẳng có lỗi. Chúng ta bỏ cái key hint đi nhá các bạn nhá. Tôi thừa cái này này. Tôi thừa cái hint này này. À. Tôi thừa cái hint đấy. Đây là chúng ta coi. Đây nó sẽ báo là include one failed to open stream. Đúng chưa? Thì chứng tỏ là tôi đang có view này. Có view rồi nhưng mà cái đường dẫn đến file hiển thị của tôi là app view admin dashboard. Nhưng mà tôi chưa hề có cái dashboard, chưa hề có cái admin view này. Thêm thư mục là admin này. Chưa có đúng không? Giờ thêm vào này. Xong thêm một cái file nữa là dashboard.php. Đúng không? Ở đây tôi là để là dashboard view. Đến lúc này thì mới được. Thấy không? Đó, chúng ta thêm cho tôi cái file là dashboard.php nằm trong admin. Và ở trong cái thư mục admin kia chúng ta include one view thôi. Include one cái view thôi. Được chưa thằng kia? Kinh nhỉ. Cái gì vậy? Thôi tin tôi bảo cô bằng này đứa nó quầm nó quăng từ tầng 5 xuống không?
Hả? Dashboard controller. Thank you.